Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 9 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Tam Tạng Pháp Sư Việt Nam Thanh Phi Kính dâng ôn Tuệ Sĩ Thiền gia Thạch Trụ Minh Sư tinh thông lý đạo có dự bội phần đạo đời thầy cả nhận chân. Thiền sư Tuệ Sĩ tài năng tuyệt vời. Tâm hồn thi sĩ chơi vơi. Thi ca, thổi sáo cùng chơi dương cầm. Phương trời viễn mộng thơ ngâm. Nào lòng viễn xứ, lặng tâm khách nhàn. Trường sơn gió núi mây ngàn. Trăng gầy lẻ bóng mộng tan nửa vời. Thơ thù để lại cho đời. Tấm lòng bất khuất không rời từ bi. Công ngài bất khả tư nghì. Dịch kinh luận sách ngại gì thời gian. Vô sư trí tuệ tiềm tàng. Truyền trao hậu thế vô vàn tư duy. Chúng con Phật tử ngu si. Chí chưa đủ để liễu chi lời ngài. Nhưng qua những tập thơ dài. Đôi điều con hiểu lệ hai hàng trào. Thân tù ngài chẳng núng nao. Bởi lòng bận nghĩ đến bao nhiêu điều. Vần thơ ẩn nghĩa cao siêu. Trải lòng tu sĩ bao điều hoài mong. Tiếc rằng đời đã bất công. Nhân tài hiếm có bao đông giam cầm. Đời người tu sĩ thăng trầm. Vinh danh. Khổ nhục bản tâm luôn bình. Những điều lưu lại hậu sinh. Là mong kho báu tạng kinh lưu hành. Tin rằng ai cũng tâm thành. Chung tay góp sức để nhanh hoàn thành. Đại tạng kinh Việt lưu danh. Lo gì lời Phật chẳng nhanh lan truyền. Ngàn sau vẫn giữ đạo huyền. Tâm người con Phật chính chuyên tu hành. Chúng con với tấm lòng thành. Chúc ngài Tuệ Sĩ qua nhanh nguy nàn. Pháp thể luôn được khinh an. Để truyền hậu bối lời vàng Phật ban. Mai này hậu thế danh vang. Pháp sư Tam Tạng Việt Nam là ngài. Melbourne, ngày 3/09/2023. Phật tử Thanh Phi, Tuệ Sĩ Thiền Sư, Thích Trúc Hiền, thành kính đảnh lễ niệm ân đức trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ bậc thầy thông tuệ của nhiều thế hệ tăng ni và Phật tử. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình cho lý tưởng giải thoát giác ngộ và đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài cũng như giáo dưỡng đào tạo tầng lớp trí thức cho Phật giáo nước nhà. Đặc biệt Ngài đã cho ra đời những tác phẩm, dịch phẩm chắc tuyệt góp phần làm giàu cho kho tàng văn hóa Phật giáo. Kính nguyện Phật thường gia hộ cho Hòa Thượng Pháp Thể Thường An đạo thọ miên trường. Tuệ Sĩ Thiền Sư mắt tuệ người am tường Phật điển độ trần vơi thân gầy trí sáng dìn trơn cội. Tuổi hạc tâm trong thuyết diệu lời viết sách làm thơ thần sảng khoái dịch kinh trì luật ý vui tươi. Tăng ni Phật tử xa gần tới ngưỡng mộ nương về khổ lụy rơi Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát. Tu viện An Lạc, California, 8:30 sáng, ngày 19/09/2023. Hậu học Thích Trúc Hiền, khể thủ kính đề. Xuất sĩ dưới trời xanh. Tiểu lục thần phong. Ngài ngồi đó như trường sơn bất động mặc quanh mình sấm sét với bão giông lửa ngập tràn, lửa cháy đỏ phương đông lũ người mê đang cuồng ngông cản rỡ. Người thống khổ bao lầm than cơ nhỡ đau dân tình, thương tứ chúng bơ vơ không ra đi, Bồ Tát tâm không nỡ. Ở lại đây, mặc giang dở điêu linh. Vạt áo lam lồng lộng bản tâm kinh. Bước tâm thư gọi hậu sinh thức tỉnh. Trốn thiền môn dựng thanh quy chấn chỉnh. Giáo hội dân lại minh định thừa hành. Ngài thọ ấn vì Phật Pháp chính danh. Gánh trọng trách ấy là Bồ Tát hạnh. Dòng Phật Việt khơi lại nguồn hưng thạnh. Thị ngạn am lưu sử sanh xứ sở. Bậc thượng sĩ với tâm hồn rộng mở đấng trí tuệ dụng pháp diệu tâm cơ khai cung đàn hòa điệu những vần thơ. Vọng vào đời người ngẩn ngơ kính ngưỡng. Chống gậy trúc bồ đề tâm tăng trưởng. Đạp trường sơn khi phách đại tượng vương dịch trang kinh bố thí pháp cúng dường trí dựng lập quyết chọn đường chánh đạo. Tế độ người toàn tỉnh tâm ủy lào. Nguyện phục hoạt chẳng ngại khó gian lao. Lèo lái thuyền mặc sóng gió xôn xao. Đại từ bi nhân cách cao vời vợi. Ngài dấn thân vì lòng người mong đợi. Lúc loạn ly thống thiết khắp nơi nơi. Buổi nhiễu nhương nhiều huyễn tượng ma chơi. Thời mạt pháp toàn những lời chí trá.
Những thế lực vô minh đang quấy phá ngày âm u quốc vận nghịch sơn hà đêm mày mò pháp vận ngược dân ta ngài gióng trống để tồi tà phụ tránh. Thân lau sậy mà thần hồn bậc thánh hành trạng ngài cao cả lại tinh anh áo cả xa xuất sĩ dưới trời xanh. Ngôn từ nào để xứng danh tôn quý? Tiểu lục thần phong. Ất Lăng Thành, 923. Qua đò mà không lụy đò. Thích Minh Hạnh. Cách nay gần 9 năm, khi bắt đầu nhận ngôi chùa này, chỉ về ở vào các ngày 14 và 30 âm lịch để hướng dẫn bà con Phật tử tu tập bát quan trai, rồi lại khăn khói lên đường vào ngày hôm sau. Khi ấy, chùa hoang vu mà lại nằm trên khoảng đất rộng, chỉ đẹp vào mỗi đêm 14 trăng soi. Phần lớn sống sát vách và trước mặt chùa là những nhà thuộc đạo khác, nên vốn hoang vu lại càng thêm phần hoang vắng. Trời đất không bao giờ tạo được cảnh buồn cho ai. Người vì cảnh mà sầu, thì cái sầu ấy không vương nơi cảnh, mà chỉ là sự phóng chiếu tâm hồn hoang lạnh lên cảnh vật xung quanh. Bởi, khi chân nhuốm hồng trần kịp khi vào gia nhập thiền môn, thì cũng là lúc thầy tổ cho vân du đây đó, hầu tập tành học hỏi chỗ này chỗ kia nơi đất khách quen rồi. Và, bởi cái tính cũng thích dày đây mai đó, cho dù thiếu thốn cũng cảm thấy vui. So với người thì cảm thấy thiếu thốn thế thôi, chứ tự mình bao giờ cũng thấy tất cả là dư. Thấy nhận chùa rồi, liệu cái sự vân du rong ruổi có bị chướng ngại gì hay không? Rồi từ ấy, tập cái tính trụ yên một chỗ, mong là thuần tánh để hanh thông các Phật sự sau này. Nhưng, kể từ ấy đến giờ, chưa từng có nụ cười sảng khoái như trước kia, và cũng từ ấy đến giờ, không một lần nói chuyện thoải mái vô tư như lúc nọ. Ánh mắt láo liêng, khuôn mặt non trẻ không còn nữa. Thay vào đó là nếp trán luôn nhăn, mắt như ngu dại mỗi khi phải tiếp chuyện trong vai với ông trụ trì. Lắm lúc liệu nghĩu như là lạc hậu với buổi giao tế thời nay. Đêm nay, bất ngờ gặp bức ảnh này trên Facebook, tấm ảnh chụp vị thầy đang chèo đò đưa học trò sang sông, nhưng chưa bao giờ phải lụy đò. Vị thầy ấy sở học bao la, kiến thức thì thâm nhập u huyền biển cả giáo Pháp Phật Đà. Nhưng sự ấy không quan trọng bằng nhân cách đạo đức của thầy. Nhân cách ấy đã đạt đến cảnh giới, nhược hữu kiến ngã tướng, nãi chi văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, nếu ai thấy tướng tôi, cho đến nghe tên tôi, cũng đều phát tâm bồ đề. Bức ảnh làm người xem liên tưởng đến câu của người xưa, khi con chưa ngộ thì thầy độ tức là đưa qua con. Khi con ngộ rồi thì thầy để con tự độ con. Vị thầy khả kính, nay đã gần 80, khi chèo đò chắc cũng trên 65 tuổi. Thấy thầy nhớ lại bao kỷ niệm thời tăng sinh, và cũng khiến lòng người ấm lại. Lý Trần thuở ấy, Thích Nhật Chí, sắp đi lòng vẫn nhẹ nhàng. Trăm năm đỉnh núi khuất làn mây bay. Hơn 28.000 ngày. Kiếp người chọn đủ lành thay bậc thầy. Giật mình tin nhắn mới hay ngày xưa lịch sử như lai đường về Kusinaga vùng quê. 3 ngày 5 trước lời thề nước tôi. Bảo rằng thánh giả xa xôi. Quê hương tôi cũng là nôi nối truyền. Vác xê, Quảng Bình đất thiêng. Việt, Lào dòng máu chung, riêng nỗi niềm. Đôi mắt ướt, vẫn từng đêm. Lý, Trần thuở ấy mộng mềm đắng cay. Nhưng vẫn chọn nụ cười đầy. Tử sinh cho dẫu thầy là thiên thu. Con kính dâng ôn. Tỳ kheo Nhật Chí. Tuệ sĩ. Một huyền thoại. Tuệ minh Thích Phước Toàn. Có những con người chỉ với một tấm thân nhỏ bé bình thường, vẫn sống hít thở như bao người khác, nhưng, được cô kết một tâm hồn vượt thoát xa ngoài phương trời cao rộng nào đó, lại chứa đựng một khí phách, khiến những ai đối diện liền tan biến cái thói thường phàm tình đã bị huân tập từ bao đời kiếp. Có những con người nghe như huyền thoại chỉ tấm thân gầy. Sấm dậy tư duy vẫn đôi mắt sâu nhìn tan quái ngại đến lúc mở lời ngọt suối từ bi. Tuệ tĩnh dung thông. Sĩ khi bất phàm thượng tác như lai nhân thân uyên áo cũng chỉ xương ra. Bên trong lại khác tựa chiếc thuyền đời chở ánh trăng khuya cùng với nước non hòa tan trời đất. Hơi thở muôn đời sưởi ấm quê hương cánh cửa huyền vi cõi lòng chân thật thức bao mảnh đời sống dậy tình thương và biết đứng lên. Tháp dòng tuệ mạng, tự dọi soi mình, rực sáng đuốc thiêng tan chảy tảng băng giữa đời định kiến bồi đắp đức lành. Cất bước quy nguyên vóc dáng thiền sư tượng hình vô tướng còn lại tâm hồn. Phảng phất hương thơm, vẫn đôi mắt trong, tựa vầng nhật nguyệt xuyên suốt kiếp người tuệ sĩ thượng nhân. Tuệ minh Thích Phước Toàn, kính ôn tuệ sĩ, hòa thượng Huyền Quan G, hòa thượng Quảng Độ, hòa. Thượng tuệ sĩ như đỉnh trầm hương ba chân, như kiền. Đồng vững chắc, không nào núng những thế lực vô minh trù dập mà luôn an tâm để hộ quốc,
hộ dân, hộ pháp ngày một âu ca, thanh bình, hạnh phúc. Ấy là chí nguyện của những bậc Bồ Tát hóa thân, vì đời ác năm trực mà thị hiện, để thi thiết những khả tính tu trì, chứng ngộ của đạo pháp đến vạn loài chúng sinh trong pháp giới. Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, như ý như nguyện như pháp. Thích Bảo Lạc, như lời cầu nguyện như ý với hòa thượng Tuệ Sĩ. Cũng hơi lạ là tại sao ở đời hầu như mọi người đều ưa chuộng giả hơn thật, câu này không phải hỏi ai khác hơn là chúng ta trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày. Còn trong vòng tục đế ta khó tránh khỏi mắc sai lầm sơ đẳng này, chẳng hạn như tôi đi khám bác sĩ, là câu nói quen thuộc mà người nghe tưởng như thật nên chẳng ai quan tâm, nhưng thực tế ta đã đồng tình mặc nhiên chấp nhận một việc giả định phù phiếm như đã hằn sâu vào tiềm thức mọi người. Kinh nói rằng đây là cõi đồng cư của thánh phàm, nhưng ta cũng hiểu cho tường là phàm nhiều thánh ít, chỉ bậc thánh đang trên đạo lộ tiến vào chân đế nên dễ chấp nhận mọi thử thách, thật giả, khen chê, phải trái, tán dương khiển trách, hơn thua, được mất mới thoát ngoài mọi tiêu cực và xác lập sự thật của tứ đế, bát chánh đạo mà hàng chí giả, Bồ Tát vào đời làm chỗ nương vững chắc cho mọi người và hết thảy chúng sanh. Hơn 60 năm trước vào khoảng tháng 2 năm 1963, tôi gặp thầy Tuệ Sĩ tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, Trà Vinh, lúc đó tôi đang theo học chương trình trung đẳng Phật học tại đây, hình như thầy Tuệ Sĩ muốn tìm nơi thích nghi bồi dưỡng học nghiệp cho mai sau. Nhưng thầy chỉ tạm trú như lữ khách độ chừng một tháng, và sau đó cánh đại bàng vụt bay xa mãi tận Phật học viện Hải Đức, Nha Trang. Theo đà tiến ấy, cánh chim bạt gió Tuệ Sĩ thẳng trớn bay bổng vút lên trời xanh, thầy tìm bến đậu lại nơi Hòn Ngọc Viễn Đông ở phương Nam nơi có tu viện Già Lam, viện đại học Vạn Hạnh là môi trường thuận tiện bồi dưỡng tri thức, thi thố tài năng trong hiện tại và tương lai. Thầy là bậc thiên tài không riêng của Phật giáo Việt Nam mà đúng hơn người phải được xem như tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Phải chăng ở đời muôn mặt lấy giả làm chân, đổi đen ra trắng, biến vàng thành đỏ, dựng không thành có mà nhà nước Cộng sản Việt Nam lập tòa án nhân dân kết tội thầy bản án tử hình. Cũng từ đó, thầy gặp nhiều khó khăn, một khúc quanh oanh liệt hay đó cũng chỉ là một thử thách, giữa tôi sáng khó phân, nhưng vẫn kiên định lập trường theo đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là phá tà hiển chánh, chấp nhận hy sinh chứ không khiếp nhược trước các thế lực vô minh đe dọa đến tánh mạng. Tê U Thu Huyền Tù, Tê Ư Tư Hỏi Tử, dùng hai chữ tử tù để tuyên dương thầy Tuệ Sĩ qua hai lần vào sanh ra tử, tháng 3 năm 1984, ngày 25 thầy bị lực lượng Công an Cộng sản Việt Nam bao vây tu viện Quảng Hương Già Lam bắt giam cùng thầy Chí Siêu. Sau hơn 4 năm giam giữ không xét xử đến năm 1988, nhà nước Cộng sản Việt Nam mở phiên tòa tại Sài Gòn để kết tội 21 tăng ni và Phật tử. Trong số đó có hai học giả lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam là thầy Tuệ Sĩ và thầy Chí Siêu, Lê Mạnh Thát với bản án tử hình. Cộng sản kết tội các vị này là đã âm mưu hoạt động chống lại chính quyền, qua Ủy ban bảo vệ Phật giáo và cứu nguy dân tộc. Đang thọ án, từ trại tù Xuân Phước, thầy Tuệ Sĩ viết thư cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Viện trưởng Viện hóa Đạo giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ngày 1/5/1994. Có đoạn viết, chúng con mặc dù đang sống dưới sự giam cầm khắc nghiệt, nhưng bất chấp mọi nguy hiểm trực tiếp đe dọa tính mệnh, cố vượt mọi chướng ngại, kính trình lên Hòa Thượng và Chư Tôn Trưởng Lão Hội Đồng Lưỡng Viện một số đề nghị sau đây, gọi là dâng cả tâm nguyện chí thành cho Đại hội. Đề nghị Đại hội 8 sẽ tập trung thảo luận trên hai chủ đề chính. Pháp lý tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong truyền thống dân tộc và trong cộng đồng thế giới. Sứ mệnh hiện tại của Phật giáo Việt Nam trước sự sinh tồn và tiến bộ của dân tộc và trong nền văn minh dân chủ của nhân loại. Bất chấp mọi sự đe dọa tức là không khuất phục trước bạo quyền đàn áp, thầy Tuệ Sĩ dõng dạc tuyên bố nêu rõ lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là phụng sự đạo Pháp, dân tộc và cộng đồng nhân loại, cũng như sứ mệnh của Phật giáo Việt Nam đối với sự sinh tồn và tiến bộ của dân tộc và văn minh dân chủ của thế giới. Với những lời hòa nhã nhưng đanh thép ấy càng làm cho chế độ bảo tàn xem như mũi nhọn cần phải triệt tiêu gấp để khỏi mất công chống đỡ. Nhưng trước sự công phẫn của đồng bào trong và ngoài nước cũng như do sự can thiệp kịp thời hiệu quả của cộng đồng Phật giáo hải ngoại và áp lực quốc tế, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải hủy án tử hình để giảm xuống còn án chung thân 20 năm đối với hai vị trí thức Thích Tuệ Sĩ và Thích Chí Siêu. Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh, kế thừa sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam là sứ mạng của các bậc danh tăng Thạc Đức Hiệp Thành, Nùng Đúc Anh Tài,
dấn thân phụng hiến qua nhiều thế hệ để truyền trì mạng mạch Phật đạo, trải qua hơn 2.000 năm du nhập giáo nghĩa Phật giảng dạy tới Việt Nam đã được bốn chúng đệ tử Phật tiếp nhận thực hành, góp phần xây dựng đạo đức, tình cảm của người dân nước Việt. Gần nhất, vào thập niên 70 của thế kỷ trước, một hội đồng phiên dịch Tam Tạng lần đầu tiên trong lịch sử được thành lập với các thành viên gồm Thượng Tọa và Đại Đức đã có công trình phiên dịch và có uy tín trên phương diện nghiên cứu Phật học. Dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với một ủy ban phiên dịch gồm những vị danh tăng thạc đức như Quý Hòa Thượng trưởng Lão Thích Chí Tịnh, Thích Minh Châu, Thích Quảng Độ, Thích Chí Quang, Thích Đức Nhuận, Thích Bửu Huệ, Thích Chí Thành, Thích Nhật Liên, Thích Thiện Siêu, Thích Huyền Vi, Thích Đức Tâm, Thích Huệ Hưng, Thích Thuyền Ấn, Thích Chí Nghiêm, Thích Trung Quán, Thích Thiền Tâm, Thích Thanh Từ, Thích Tuệ Sĩ. Nhưng vì đất nước bị hoàn cảnh chiến tranh nên công trình chỉ mới thực hiện được một phần nhỏ. Gần 50 năm sau, năm 2008, hai vị bác học Thích Tuệ Sĩ, Thích Chí Siêu với tầm nhìn quán chiếu về công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam phải được tiếp tục với đề án sẵn sàng. Song mọi việc lúc đó nhân duyên chưa hội đủ nên phải chờ thêm hơn 10 năm sau. Một hội đồng phiên dịch lâm thời thành hình năm 2021 với sự hỗ trợ toàn tâm toàn lực của Hội đồng Hoằng Pháp, kết nạp nhân sự ở quốc nội và hải ngoại đang làm việc tận lực, mà thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam là phần một của Thanh Văn Tạng đã ấn hành xong tháng 7 năm 2022. Hòa nhịp cùng niềm vui chung của Phật giáo Việt Nam và Hội đồng Hoằng Pháp, phiên dịch Tam Tạng lâm thời, xin mạo muội cảm tác mấy vần thơ tri ân Thầy Tổ. Tiếp nối ngọn đèn chánh pháp kế thừa pháp bảo Như Lai. Việt Phật Đại Tạng Kinh. Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh chúng đức danh tăng cộng hiệp thành nung đúc anh tài dâng phụng hiến truyền trì mạng mạch bậc hiền minh. Kế thừa đạo nghiệp trao phú chúc nét bút chưa nhòa trong lặng thinh thắt chặt đạo tình luôn thấm đượm hoàn thành Việt Phật Đại Tạng Kinh. Sông Thu. Xem thêm các bài hỏa ở trang nhà quảng đức.com. Theo như hai thầy Tuệ Sĩ và Chí Siêu qua đề án phiên dịch và nghiên cứu Phật học trên quy mô quốc tế, là sự cống hiến của Phật giáo Việt Nam cho cộng đồng nhân loại trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của toàn thể Phật tử thế giới vì lợi ích và an lạc của hết thảy mọi loài chúng sanh. Đó cũng chính là sự nghiệp chung của toàn thể tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam không chỉ một thế hệ, mà liên tục trong nhiều thế hệ, cùng tồn tại và tiến bộ theo đà tiến của xã hội và nhân loại. Tóm lại, hai thầy Tuệ Sĩ Chí Siêu khẩn thiết rằng trên nương nhờ uy thần nhiếp thọ của chư Phật và Thánh Tăng cùng với sự tán trợ của chư vị trưởng lão hiện tiền trong hàng Tăng Bảo, kêu gọi sự hỗ trợ cống hiến bằng tất cả tâm nguyện và trí lực, bằng tất cả hàng sản và hàng tâm, của bốn chúng đệ tử Phật, để sự nghiệp hoằng pháp đệ nhất tối thắng này được tiến hành vững chắc và liên tục từ thế hệ này cho đến nhiều thế hệ tiếp theo, duy trì ngọn đèn chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian vì lợi ích và an lạc của hết thảy chúng sanh, mùa Pi Đờ 2552. Phật lịch 2632, Mậu Tý 2008, Chí Siêu, Tuệ Sĩ. Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh hiện tại và tương lai là sự nghiệp hoằng pháp tối thắng đệ nhất, theo tôn ý của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là chủ tịch của hội đồng này có nêu rõ trong đề án đã trình bày. Chúng tôi nhất tâm kiền thỉnh chư tôn trưởng lão Hòa Thượng, chư tôn đức tăng già nhị bộ cùng hàng thức giả Phật tử nhất tâm tùy thuận hy hiến thực hiện như ý của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Đây là phận sự chung của chư tôn trưởng lão, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng già nhị bộ, của tất cả bốn chúng đệ tử, không chỉ riêng một tông môn, hệ phái riêng biệt nào. Chúng đệ tử Phật Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một đức đạo sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật Pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hòa hiệp nhất trí hoằng dương chánh pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam Tạng Thánh giáo để không phụ công ơn tài bồi của các sư trưởng, công đức hy sinh vô ý của chư vị tăng ni, Phật tử, vì sự trong sáng của chánh pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên thánh đạo. Thông Bạch VV thành lập hội đồng phiên dịch lâm thời ngày 3 tháng 12 năm 2021, thiện thể từ Thích Tuệ Sĩ. Chừng nào công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam chưa hoàn tất, cũng có nghĩa chúng ta chưa hội đủ hai phần khế lý, khế cơ để gợi cảm hứng cho công trình nghiên cứu của mình và từ đó có thể đề khởi những giá trị nhân sinh và đề xuất những giải pháp khả thi cho trật tự và tiến bộ của dân tộc, và đóng góp cho sự thăng tiến xã hội trong các cộng đồng dân tộc trong một thế giới hòa bình, an lạc, theo thông bạch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ ngày 10 tháng 5 năm 2021. Điều này còn xác định rằng chúng ta chưa đạt được như nguyện mà bấy lâu nay từ Thầy Tổ qua các thế hệ kế thừa, hàng hậu học cần phát nguyện dấn thân hơn nữa để tròn thể ước của ông cha truyền lại.
Tóm lại, chúng ta hãy dũng mãnh thệ rằng, ngày nào còn hơi thở là còn bổn phận trọng trách đối với bốn ân sâu dày. Nhiệt tâm phụng hiến thân mạng, chi kiến tự thân vào tiền đồ đạo Pháp. Nguyện tái sanh vào quốc độ như ý để hoàn thành sứ mệnh tuyên dương chánh Pháp. Đó chính là bản thể như Pháp của sứ giả Như Lai. Thích Bảo Lạc, tối trời, còn đó một vì sao? Thích Minh Tâm, thầy tuệ sĩ, người Pháp lữ thân thương của tôi đang lâm trọng bệnh, đang chữa trị và hôm qua tôi đến bệnh viện thăm, gặp lúc bác sĩ đang tiêm thuốc để trị bệnh cho thầy tràn dịch màng phổi. Đợi gần 2 giờ đồng hồ mới thăm thầy được, ba bác sĩ mới đi ra khỏi phòng thì tôi vào ngay. Thấy tôi, thầy cười, nụ cười muôn thuở, nhưng hôm nay nụ cười không trọn vẹn vì thầy đang đau, quá đau, tôi biết rõ như vậy vì thầy nói qua hơi thở khó khăn, muốn cười, mà cười không nổi, đau quá. Tôi cười giỡn với thầy, tiêm thuốc ấy không đau mới lạ, để tôi chữa cho bé khỏi đau, bé nhõng nhẽo lắm nghe. Tôi ngồi xuống bên cạnh thầy, vuốt nhẹ vào lưng. Thầy với tay lấy cái gối cúi xuống thở hổn hển. Tôi biết, thầy đau lắm. Ôi cái lưng của thầy, toàn là xương, hầu như chẳng còn chút thịt nào. Thầy yếu lắm, tôi vuốt nhẹ khắp lưng thầy, thấy lòng mình nhói đau. Thầy vốn đã ôm yếu nay bị bệnh nặng, cơn bệnh quái ác đang hành hạ thân xác thầy. Tiêm thuốc gì đó để ngăn chặn bệnh, tràn dịch màng phổi, đau lắm. Sức chịu đựng phi thường của thầy phải nhăn mặt, muốn cười, cười không nổi thì biết, cái đau cỡ nào. Tôi vuốt lưng cho thầy, mong thầy bớt đau. Tôi muốn truyền thêm cho thầy một chút nội lực của mình để thầy tăng thêm sức chịu đựng chống lại cái đau của thể xác, của thân bệnh, của tứ đại đang dần dần rệu rã trong thân thể của thầy. Một con người ốm o, nhỏ thó mà có một đầu óc vĩ đại, một bộ não phi thường đang ấp ủ một hoài bão siêu Việt, đang gánh vác một trọng trách quá nặng với Phật giáo Việt Nam, với dân, với nước, với chí hướng của thầy tổ giao phó. Chánh thư ký xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, cả hai trọng trách đó, nếu không may thầy tuệ sĩ viên tịch, thì sao đây, ai thay thế thầy? Ai có đủ trình độ, có đủ uy tín, đủ bản lĩnh để thay thế, để tiếp tục trọng trách này có lẽ có nhiều nữa là khác. Nhưng, có ở chức danh, có ở địa vị, có ở hình thức mà thực tài, thực học, thực đức, thực tế thì tôi không dám nghĩ tiếp để cho tâm tư, cho sự lo lắng tận đáy lòng, ẩn sâu vào tim óc. Thầy tuệ sĩ ngồi đó, tôi ngồi đây, nhìn thầy. Tôi nắm tay thầy, tim nhói đau, thương quá, quý mến quá, vô lẽ, tôi sắp xa thầy chăng? Tôi sắp mất một viên ngọc quý mà 86 năm giữa đời tôi mới gặp, mới gần gũi để được cộng tác với thầy. Trước đây, tôi biết thầy tuệ sĩ, gặp thầy ở Đại học Vạn Hạnh, ở chùa Già Lam, ở các buổi lễ. Ở những nơi đã gặp, có thể gặp, qua báo chí, qua sách vở, qua tin tức. Thầy tuệ sĩ đã ở tù, tôi cũng ở tù, nhà tù CS bỏ tù những người trí thức, những kẻ bất đồng chánh kiến. Tôi khác thầy tuệ sĩ và thầy Mạnh Thắt là không được đưa ra tòa, không được kêu án, bản án tử hình, bản án chung thân, không ở tù lâu năm như thầy, như bao nhiêu kẻ sĩ khác. Có điều lạ nhất, trong thời đại này mà ai được ở tù vì bất đồng chánh kiến. Vì muốn dân tộc có được tự do, có được dân chủ, tỏ lòng yêu nước chống giặc Tàu xâm lược thì được ở tù, được có danh thơm, được đại đa số dân chúng yêu mến, được thế giới vinh danh, được sử vàng ghi tạc. Phải khách quan tư duy mới thấy điều nghịch lý đó. Thầy tuệ sĩ, thầy Mạnh Thát, tôi và nhiều người nữa, cùng chung số phận. Nói thật điều này, tôi không ngại hiểu lầm và chỉ mong họ sẽ đổi mới tư duy, biết trọng nhân tài, biết nghe lẽ phải để giúp dân cứu nước. Thầy tuệ sĩ, một con người đặc biệt nhiều mặt, phong cách sống, trí tuệ siêu phàm, bản lãnh. Thầy sống vì tha nhân, vì bổn phận, có tinh thần trách nhiệm ít ai bằng. Thầy nằm viện như vậy đã hơn 3 tuần, ngoại trừ khi mệt, khi ngủ, còn khi thức, khi ít đau thầy vẫn làm việc, thầy vẫn ký văn thư, thảo quyết định, làm văn bản. Gần thầy mới thấy được sự hy sinh, tận tụy và năng suất làm việc của thầy. Trong bệnh viện, đang chữa bệnh. Nếu có thể, thầy vẫn thức giấc nửa đêm để tỏa thiền, tinh tấn trong từng hơi thở. Ở chùa Phật Ân, tôi nhắc thầy bảo vệ sức khỏe, thầy chỉ cười, người đời có câu chiến đấu đến khô máu. Tôi thường hài hước với đệ tử thầy tuệ sĩ, thầy của mấy ông làm việc đến khô máu. Vì sức khỏe của thầy tuệ sĩ xuống quá thấp, máu chỉ còn 50%. Khi vào viện bác sĩ bắt buộc phải truyền máu, họ mới dám chữa, để nguyên chẳng không ai dám chữa.
vì thầy không chịu truyền máu sợ tổn hại đến nguyên chất. Sau khi thuyết phục, năn nỉ, giải thích của nhiều người thầy mới chịu truyền máu. Ở Phật Ân, mỗi ngày, 6 giờ, tôi qua ăn sáng với thầy, trao đổi, thảo luận việc giáo hội thống nhất, việc phiên dịch, việc của gia đình Phật tử, việc tu học của tăng chúng, việc đào tạo tăng tài, việc dạy dỗ tín đồ. Chúng tôi ít bàn chuyện thế gian, có những tin tức gì, mới mẻ nhắc qua loa rồi dễ dàng cho vào quên lãng, không vọng tâm tạp thoại. Hôm qua, đọc một bài của một Phật tử ký tên, Cầu Muối Quang, đang ở Úc, tác giả đã viết một câu, lo sức khỏe của thầy Tuệ Sĩ, vì trách nhiệm của thầy gắn liền với sự tồn vong của Giáo hội Thống nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có nhiều người lo, nhiều người chăn trở, tu sĩ cũng như cư sĩ, ai có nghĩ đến Giáo hội Thống nhất, có tâm huyết với sự mất còn của giáo hội đều lo nghĩ như vậy. Tôi còn nhớ, đến Úc, đang chuyện trò với thầy Quảng Ba thì có tin Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đang trên đường đáp xe lửa ra Bắc, quê hương Thái Bình. Chúng tôi giật mình lo cho giáo hội, lo cho sự an nguy của Hòa Thượng Quảng Độ. Rồi bàn với nhau khi về Việt Nam tôi phải ra Thái Bình xem tình hình, sức khỏe của Hòa Thượng Quảng Độ rồi tùy hoàn cảnh mà xử sự. Về Việt Nam tôi liền ra Thái Bình gặp Hòa Thượng Quảng Độ và biết rõ tâm ý của Ngài muốn về lại miền Nam, và thế là với những tăng ni và Phật tử tâm huyết kể cả thân nhân của Hòa Thượng như cô DTTH và LTC, Hòa Thượng Nguyên Lý và chúng tôi nghĩ có sự gia trì của chư hộ Pháp Thiện Thần, Hòa Thượng Quảng Độ đã về chùa Từ Hiếu an toàn. Đó là điều hy hữu, hiếm thấy. Khi đó, tôi và Thầy Tuệ Sĩ theo dõi từng chặng đường mà Hòa Thượng Quảng Độ phải đi qua với nhiều nguy nan chướng ngại. Tôi thì lo lắng bồn chồn nhưng thầy Tuệ Sĩ vẫn điềm tĩnh, nét mặt có chút trầm tư, mong tâm nguyện của ngài được như ý. Tôi nhìn thầy Tuệ Sĩ lúc này mới thấy, bản lĩnh người lãnh đạo. Ở chùa Từ Hiếu một thời gian thì ngài Quảng Độ già yếu muốn trao trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho ai có tâm, có tầm để thay hòa thượng khi ngài viên tịch. Tôi may mắn đến thăm, được ngài hỏi ý, tôi đã thành thật và dứt khoát góp ý, hiện tại, ngoài thầy Tuệ Sĩ thì không có người thứ hai. Hòa Thượng Quảng Độ cười rất tươi, rất hoan hỉ, rất tự tại. Tôi cũng nghĩ vậy, thầy Nguyên Lý cũng đồng ý như vậy chỉ ngại thầy Tuệ Sĩ không hoan hỉ nhận lời mà thôi. Nếu có thể em đi gặp thầy Tuệ Sĩ dò ý và tác động xem sao. Vài hôm sau tôi ghé thăm thầy Tuệ Sĩ ở thư quán Hương Tích. Tôi chưa mở lời dò ý thì thầy Tuệ Sĩ đã nói trước, thầy Quảng Độ muốn tôi thay thầy để lãnh đạo giáo hội vì thầy đã già sắp về hầu Phật, em đi nghĩ thế nào? Có nên nhận hay không? Tự nhiên tôi ứa nước mắt vì vui mừng, thì ra Ôn Quảng Độ đã ngỏ ý đó với thầy Tuệ Sĩ trước khi tôi gặp. Không suy nghĩ, không đắn đo, không chần chờ, tôi nói ngay, thay Ôn Quảng Độ lãnh đạo giáo hội trong hoàn cảnh hiện nay không còn người thứ hai, ngoài thầy. Không đợi, thầy Tuệ Sĩ có thái độ nào, tôi nhanh nhẩu bồi thêm ý của mình, Minh Tâm hết lòng hoan nghênh và xin hứa ủng hộ hết mình, nếu thầy không chê. Minh Tâm xin đem cả tim óc cam kết ủng hộ thầy đến hơi thở cuối cùng. Chúng tôi cùng cười, và sau đó sự giao phó trọng trách lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã được Ôn Quảng Độ giao cho thầy Tuệ Sĩ. Khi nhận trách nhiệm xong thầy phải đi Nhật để chữa bệnh một thời gian, nên khi Ôn Quảng Độ viên tịch không có thầy ở Việt Nam. Chúng tôi, những thành viên trung thành của Giáo hội Thống nhất cùng nhau lo tang lễ và nhận sự chỉ đạo của thầy Tuệ Sĩ dù thầy đang chữa bệnh và ở xa. Khi ở Úc về, trước khi ra Thái Bình gặp Ôn Quảng Độ, do Hòa Thượng Nguyên Lý và cô DTTH cùng sự giúp đỡ của nhiều người, tôi gặp thầy Tuệ Sĩ để hội ý. Cùng một phong cách, một thái độ điềm tĩnh, thầy nghe tôi báo trình sự việc, nhìn hình ảnh và lời yêu cầu của Ôn Quảng Độ mà tôi đã ghi lại có hình ảnh và âm thanh. Thầy Tuệ Sĩ im lặng với một phong cách cố hữu, tư duy chín chắn rồi mới đưa ra quyết định. Cộng tác với thầy Tuệ Sĩ. Tôi thật sự học hỏi nơi thầy khá nhiều điều mà tôi còn thiếu kém, nên trong mấy mùa an cư kiết hạ, tôi thỉnh thầy dạy cho đại chúng để tôi có cơ hội làm một học viên dù đã trên 80 tuổi. Phải khách quan nhìn rõ một điều khi hành sự thầy Tuệ Sĩ với tài ba siêu tuyệt như vậy mà rất khiêm cung hơn cả những người khiêm cung khác mà tôi biết. Đặc biệt trong việc cung thỉnh chư tôn đức để thành lập Hội đồng giáo phẩm TW, đã hơn 2 năm. Thư qua thư lại giải thích mời mọc là cả một vấn đề để Phật sự thành tựu hoàn toàn không dễ. Ôn Quảng Độ giao trọng trách lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho thầy Tuệ Sĩ trước khi viên tịch, một lựa chọn sáng suốt và hết sức đúng đắn. Giao việc chứ không phải giao chức vụ nên thầy Tuệ Sĩ rất dè dặt cho đến khi Hội đồng giáo phẩm TW,
đành lễ suy cử thầy Tuệ Sĩ chính thức giữ chức vụ chánh thư ký xử lý thường vụ viện tăng thống. Danh, có chánh ngôn mới thuận, và chỉ sau một ngày lễ trao và khai ấn tín viện tăng thống chính thức cử hành tại chùa Từ Hiếu, thầy Tuệ Sĩ mới thực sự bắt tay làm Phật sự, không còn e ngại nữa. Tôi viết những dòng chữ này khi thầy Tuệ Sĩ đang trong tình trạng nhất sanh thập tử, tôi chỉ mong hộ pháp thiện thần gia hộ, hồn thiêng sông núi hộ trì thầy khỏe thêm một thời gian nữa để kiện toàn cơ cấu của hội đồng lưỡng viện. Còn việc sống chết thì chẳng có gì phải bận tâm, nhưng trong trường hợp này quả thật cần và rất cần sự có mặt của thầy Tuệ Sĩ. Phật Ân Tự, ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ chứng nhân lịch sử, mang tính truyền thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thích Nguyên Siêu, dòng lịch sử thì cứ tuôn chảy một cách thầm lặng, nhưng miên man, dạt dào, bất tận dòng lịch sử ấy. Bánh xe lịch sử ấy đã và đang nghiền nát tất cả mọi chướng vật cản trở phía trước, và cuốn trôi đi tất cả dòng rêu rác rưởi vào biển cả để hòa tan theo tính mặn của biển và nước xanh của lòng đại dương. Sự cuốn đi và nghiền nát của lịch sử đã cho chúng ta thấy những dữ kiện lịch sử trọng đại, những sự chân thật bất hư, những hùng tâm vì quê hương, dân tộc. Đạo Pháp mang tính sứ mệnh, và tính mệnh bất vong để dựng thành những chứng tích lịch sử đầy hùng tráng ngạo nghễ trên đầu ngọn sóng. 1. Sát cánh với các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thời sơ kỳ. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là chứng nhân sống trên dòng lịch sử thời đại. Một thời Hòa Thượng đã thân cận với các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi được thành lập vào năm 1964. Dù sự sát cánh một cách thầm lặng, nhưng đã nội hàm một cách minh nhiên, hiện thật kể từ khi Hòa Thượng đứng trên bục giảng của Viện Đại học Vạn Hạnh, là vị giáo sư chính ngạch, mô phạm cho sự giảng dạy đối với sinh viên của viện, cũng như làm chủ bút tạp chí tư tưởng, Vạn Hạnh thời bấy giờ. Trên có Hòa Thượng Thích Minh Châu viện trưởng, dưới là các giáo sư phân khoa đều tỏ một niềm quý kính. Là một vị giáo sư trẻ, tuổi đời chưa là bao, ấy vậy mà đảm nhận một trọng trách giáo dục cho một thế hệ người qua tinh thần phụng sự mang tính Phật Pháp thực dụng, thi thiết làm lợi lạc nhân sinh. Tính phụng sự Phật Pháp trong ý thức thời đại, mà chúng ta nghe các bậc tổ đức nói, gia bần chi hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Chính tâm nguyện trung thành hy hiến cho lý tưởng phụng sự đạo Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của các bậc thầy tổ, tiền nhân, đã đem xương máu thịt da này mà phụng cúng cho sự trường tồn của tự tánh giác ngộ giải thoát. Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã đồng hành với các bậc tôn túc. Chúng ta đọc qua bài, tường trình về chuyến đi chữa bệnh của Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Hòa Thượng Tuệ Sĩ viết, trước đó ngày 03/03/2003, con đang nhập thất, nhận được giấy thị giả đưa vào. Ghi rằng, Hòa Thượng từ Quảng Ngãi cần nói chuyện với thầy. Sau khi nối điện thoại xong, Hòa Thượng Huyền Quang gọi vào, nói rằng. Tôi đi Hà Nội, thầy đi với tôi nghe. Tôi thưa. Dạ ôn kêu thì con đi Hòa Thượng Huyền Quang dạy. Ôn kêu thì đi nha, nhưng thầy đi với tư cách Tổng Thư Ký Viện Hóa. Đạo chứ không chỉ là thị giả đâu nghe, con sẽ đến Hà Nội trong ngày mồng 4. Ngoặc kép chấm, Hòa Thượng Huyền Quang sau khi mổ vẫn khỏe khoắn bình thường. Đến chiều, lúc 15 giờ, ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, ông nói. Sau khi bình phục xin mời Hòa Thượng đến thăm mặt trận. Hòa Thượng Huyền Quang nói, ngài nhận lời với điều kiện là chính phủ phải trả lời cho rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có tội gì với đất nước mà bị cấm hoạt động. Ông Phạm Thế Duyệt nói, mời Hòa Thượng đến rồi sẽ bàn. Trong Đại hội Nguyên Thiều, Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã được Đại hội đại biểu thỉnh cử giữ vai trò Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng Thư Ký Viện, mà lời nói của Hòa Thượng Huyền Quang ở trên đã khẳng định rằng, thầy đi trong cương vị là Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ không phải là một thị giả. Đây là bước ngoặt lịch sử thứ nhất mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã nghiêm túc phụng hành, từ ý chỉ của Hòa Thượng Huyền Quang Viện trưởng Viện Hóa Đạo, khi Hòa Thượng bị giam cầm nơi Quảng Ngãi. Còn Hòa Thượng Quảng Độ thì lưu vong nơi Vũ Đoài miền Bắc, biệt xứ. 2. Bị tù đày, nhưng không quên bản hoài phụng sự hiến dâng. Hòa Thượng Tuệ Sĩ như là một hiện thân Bồ Tát, sống đời bình thường của một tỳ kheo tăng dưới các mái tự viện, Phật học viện thì Hòa Thượng là một giáo thọ sư, một tư tưởng gia, một trời văn học lừng lẫy, tài hoa trên đầu ngọn bút tài tình, trác Việt. Một bậc chân tu, như Bồ Tát hóa thân vào đời ác năm trực để độ sinh. Dưới mọi hình tướng đâu đâu cũng thấy hiện thân của một thầy tu, lào lào tam tạng kinh điển, chác chác dạng người Phật tâm,
sáng soi một niềm bình an cho tất cả. Sự bình an này dù bị tù đày nơi chân trời góc biển, từ núi rừng hoang vắng treo leo nơi sườn núi cao hay biển sâu hố thẳm. Từ trại tù Xuân Phước, Hòa Thượng đã viết thư gửi về cho Hòa Thượng Huyền Quang Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trình bày lập trường của mình và nêu cao ý chí trong sáng vì giáo hội, vì Phật Pháp trong giai đoạn lịch sử nghiệt ngã đau thương, nhưng không vì vậy mà không nói, không ý kiến để cho thời gian đẩy lùi và tan dần theo năm tháng. Hòa Thượng Tuệ Sĩ nói, để chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ kiện cho đại hội, xin đề nghị. Bốn điểm mà toàn thể tăng già và Phật tử có thể tham gia thảo luận trong quá trình chuẩn bị đại hội. 1. Việc nhà nước chuẩn y và phong tặng các phẩm hàm hòa thượng, thượng tọa cho các tỳ kheo, và tỳ kheo ni là một xúc phạm đối với giáo chế của Đức Phật được truyền thừa trong luật tạng. 2. Luật điển Ba La Đề Mộc Xoa cấm các tỳ kheo và tỳ kheo ni tham gia các cơ cấu quyền lực, nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là đại biểu quốc hội. Các vị ấy như thế đang tự mình làm môi giới nối dài cánh tay quyền lực lung lạc giáo hội. 3. Nhà nước Cộng sản bằng cái gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa đặt giáo hội Phật giáo Việt Nam làm một thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như thế chỉ công nhận giáo hội tồn tại như một hội đoàn thế tục ngang hàng với các hội đoàn khác dưới quyền lãnh đạo của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về mặt pháp lý, Phật giáo Việt Nam đang bị đặt trở lại đạo dụ số 10 của chính quyền Ngô Đình Diệm. Phật tử Việt Nam đã hy sinh thân mình để đốt cháy đạo dụ ấy. Đó là nỗi đau của dân tộc và đạo Pháp. 4. Bằng lý tưởng tịnh độ nhân gian, bằng giáo lý Phật tánh bình đẳng, Phật tử Việt Nam bằng tinh thần hy sinh vô úy, khẳng định minh bạch sứ mệnh của mình trong thời đại văn minh dân chủ, giáo hội phải nêu cao ngọn đuốc từ bi và trí tuệ, lãnh đạo Phật tử tiến tới và xây dựng một xã hội an lạc, bình đẳng và nhân ái. Phật lịch 2537. Trại tù Xuân Phước ngày 15 tháng Giêng, 1994. Tuệ sĩ, kính bạch. Ông bà mình đã nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhưng đối hòa thượng tuệ sĩ thì bản án tử hình là thử sức, còn tù đày, giam cầm, rừng thiêng nước độc là thử tấm lòng trung trinh, một dạ sắt son và sáng rực như vàng trong lò lửa cháy, nhưng vẫn tươi nhuận tinh dòng, không hề nhạt phai. Vàng thật không sợ chi lửa, ý chi sắt son. Phụng sự và hiến dâng cho đạo, hòa thượng không sợ gì tù ngục cách ngăn. Hòa thượng tuệ sĩ đã dương cao ngọn cờ bình đẳng giác ngộ, vô sở úy đại hùng, kim cương bất hoại. Dù ở trong tù nhưng không sợ cái tù của thế nhân. Dù ở trong xà lim, tối tăm chật chội, nhưng vẫn luôn thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Thắp sáng ngọn đèn nơi chính mình, đương tự xí nhiên ư pháp, vật tha xí nhiên. Đương tự quy y ư pháp, vật tha quy y. Vượt ngàn sự hiểm nguy, Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã có mặt trong đại hội để đóng góp ý kiến xây dựng và kiện toàn pháp lý, pháp nhân của giáo hội, một cách hiển nhiên, thường tại. Con người có thể bẻ cong lịch sử, bôi xóa và lãng quên theo tính bất lương của mình, nhưng không bao giờ có thể bẻ cong, và bôi xóa tính chân thật của lịch sử máu và nước mắt của giống nòi, của đạo Pháp và quê hương. Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã khẳng định điều này qua bức tâm thư từ trại tù Xuân Phước. Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã dõng dạc chí bi hùng ấy. Sư tử hống thời phương thảo lục. Tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. 3. Từ nhân chứng lịch sử đến khả tính kế thừa ngôi vị lãnh. Đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Từ chùa Từ Hiếu 59 Lô Đê, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận. 8. Sài Gòn, tâm thư 15 ước nguyện tăng già hòa hợp, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính gửi chư tôn trưởng lão, chư hòa thượng giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đồng kính gửi chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng ni, tôi Sa Môn Thích Quảng Độ, trong cương vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, tự nhận trách nhiệm lịch sử này trước uy đức của lịch đại tổ sư, và cũng trong trách nhiệm lịch sử này, với ý hướng kịp thời ngăn chặn bánh xe phân hóa không lao xuống vực thảm ô nhiễm hủy diệt, tôi đã quyết định, bằng quyết định số 12 TTVTTQD, Phật lịch 2562. Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu Tuất tức 2 năm 112018, đình chỉ mọi hoạt động của giáo hội, để tăng già có thời gian thể hiện bản thể thanh tịnh và hòa hợp. Làm nơi quy ngưỡng vững chắc cho bốn chúng hòa hợp đồng tu, hòa hợp hành đạo và hóa đạo, phụng sự dân tộc và đạo Pháp, trong lý tưởng phụng sự hòa bình dân tộc và nhân loại. Hòa Thượng Quảng Độ viết tiếp, tôi nay tuổi đã ngoài 90, trí lực đã đến lúc suy kiệt, với chút hơi tàn của sinh mệnh. Tự thấy không còn khả năng gánh vác trọng trách trước lịch sử tồn vong, suy thịnh của dân tộc và đạo Pháp,
duy chỉ còn đủ sức để giữ một điều cương lĩnh mong manh của giáo hội, ước nguyện duy nhất trong những ngày còn lại của tuổi đời là được thấy uy đức tăng giả sáng chói, bản thể thống nhất được xác lập. Tăng giả thanh tịnh hòa hợp là sở y vững chắc cho giáo hội, là chỉ nam hướng đạo cho bốn chúng đệ tử hòa hợp đồng tu, cùng hòa hợp trong lý tưởng phụng sự dân tộc và nhân loại như hiến chương giáo hội đã công bố, Phật lịch 2562, Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày 26 tháng 3 năm 2019, tức ngày 21 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Cẩn Bạch, Sa Môn Thích Quảng Độ. Nỗi niềm của một đấng cha già, để lại tâm thư cho đàn con thừa tự di sản, đây là nền văn hóa của Việt tộc. Tâm nguyện di huấn của chư vị tôn túc lãnh đạo giáo hội lưu lại di ngôn cho hàng kế thừa truyền đăng. Tục diệm để cho tổ ấn trùng quang, đèn thiên rực sáng, mà nghiêm chỉnh phụng hành, ấy là cái đức, cái tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà Hòa Thượng Quảng Độ đã để lại cho hàng tứ chúng đệ tử Phật. Tiếp theo, Hòa Thượng Quảng Độ còn ban hành quyết định một cách xác thực và rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu và thi hành quyết định này. Những tưởng xin được trích đôi điều để tất cả chúng ta thấy đó là một văn kiện hợp pháp, hợp hiến. Văn kiện này đã đi vào lịch sử minh nhiên của Phật giáo Việt Nam hôm nay. Phật lịch 2562, số 12 TTVTTQD, quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giải tán nhân sự viện hóa đạo và tạm ngừng hoạt động, chờ Đại hội Bất Thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất công cử nhân sự mới. Nhận xét rằng, ngày 3 tháng 10 năm 2018 từ Sài Gòn tôi viết bức tâm thư đưa ra hai quyết định gửi phòng thông tin Phật giáo quốc tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký, cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu kể từ ngày ký tâm thư. Thứ hai, bãi truất chức vụ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hòa Thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản di chúc gửi sang phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai quyết định đề ra trong tâm thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng mặt. Phật tử Lê Công Cầu vẫn tiếm danh Tổng Thư Ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hóa Đạo. Nhận xét rằng, trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Tâm Liên đã không có một buổi họp nhân sự Viện Hóa Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phác hoạch chương trình hoạt động của Viện Hóa Đạo trong nước cũng như sinh hoạt hải ngoại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trái lại, Hòa Thượng còn nhân danh Viện Hóa Đạo ký và phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường. Lối, lập trường và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tu chính lần cuối, thông qua năm 2015. Nay quyết định. Điều 1, thu hồi và hủy bỏ giáo chỉ số 18 tấn phong ban chỉ đạo. Viện Hóa Đạo nhiệm kỳ năm 2018 đến năm 2020 của Viện Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2018. Điều 2, thu hồi và hủy bỏ di chúc viết vào tháng 5 năm 2017 và đã gửi sang phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Điều 3, bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Hòa Thượng Thích Tâm Liên, và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư Ký và mọi chức vụ trong Viện Hóa Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Điều 4, giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo nhiệm kỳ năm 2018 đến năm 2020 quy định trong giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018. Điều 7, giáo chỉ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản, văn kiện, quyết định, giáo chỉ trái với quyết định này đều bị hủy bỏ. Phật lịch 2562, Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu Tuất, tức ngày 25 tháng 11 năm 2018. Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ấn ký. Chặng đường lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến đây đã chuyển sang một khúc quanh lịch sử mới. Tất cả những gì của một thời khủng hoảng, bi thương, lộng quyền của nội trung giờ đã chấm dứt theo quyết định trên. Hòa Thượng Quảng Độ đã làm như chứng nhân của mốc lịch sử, tiếp theo là quyết định số T4QĐTTVTT của Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Căn cứ vào hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bản tu chính lần cuối qua ngày 4 tháng 12 năm 2015. Với lý tưởng hòa bình bất bạo động của giáo lý Đức Phật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời năm 1964 với lập trường kiên định và thuần khiết là để phụng sự nhân sinh và dân tộc, vì vậy vận mệnh của giáo hội tùy thuộc vào vận mệnh của dân tộc, đất nước Việt Nam sẽ thoát qua cơn quốc nạn và pháp nạn, không thể nào đứng ngoài quy luật tất yếu của thịnh suy.
nay quyết định. Điều 2, thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay tôi đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này cũng như trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ điều hành mọi hoạt động của giáo hội. Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày 24 tháng 5 năm 2019. Tức ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Đệ ngũ Tăng Thống. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Sa môn Thích Quảng Độ ấn ký. Quyết định như một lời cáo bạch của Bậc Tôn Túc gửi đến cho đương sự cũng như bố cáo một cách rộng rãi cho tứ chúng đệ tử Phật Tăng Tín Đồ Phật giáo Việt Nam biết mà thi hành các Phật sự còn ngổn ngang, rất cần nhiều bàn tay, khối óc tiếp sức để cho con đường hành đạo từ 2000 năm qua trên quê hương được suôn sẻ thành tựu tốt đẹp. Đứng trước sứ mệnh quê hương, trước sự tồn vong của dân tộc, và sự hưng suy của giáo hội, Hòa Thượng Tuệ Sĩ chắp tay cúi đầu y giáo phụng hành như lễ nghi khiêm cung của một môn hạ. Trong thư khâm thừa quyết định của đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa Thượng Tuệ Sĩ viết. Ngưỡng bạch chư tôn Hòa Thượng. Khâm thừa quyết định của đức đệ ngũ tăng thống, tôi tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ, tự xét chứng tâm huệ thiền, nhưng tổ giáo nghiêm, vô khả nại hà, nay phủ phục đê đầu phụng chỉ. Thị Ngạn Am, PLD 2563. Tháng 03, ngày 15. Tuệ Sĩ ký tên. Người trao quyết định thì đã trao. Người thừa hành quyết định thì đã thừa hành. Thừa hành trong ngôi vị chánh thư ký xử lý viện tăng thống. Do vậy mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã thỉnh cử thành phần nhân sự cho hội đồng lưỡng viện từ quốc nội ra hải ngoại. Những mong là không cô phụ sự ủy thác của quý ngài lãnh đạo giáo hội. Như đức đệ nhất tăng thống, trưởng lão Hòa Thượng Thích Tỉnh Khiết, đức đệ nhị tăng thống, trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, đức đệ tam tăng thống, trưởng lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, đức đệ tứ tăng thống. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, cũng như dòng lịch sử lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam từ buổi bình minh cho đến hôm nay. Năm 2023. Viết lại những dữ kiện của khúc quanh lịch sử này như là một sự khẳng định minh nhiên, mà nhân vật, chứng nhân của một thời lịch sử còn đó, còn như ngày hôm nay đang đối diện, đang tỏa đàm chưa hề một mảy may phôi pha, mờ nhạt. Sự thật như lời kinh siêu độ chiều nay đã làm cho bao người mở mắt để thấy. Lắng tai để nghe tiếng sầm sập của bánh xe lịch sử còn in dấu hôm nay và cho đến ngàn vạn năm sau. Pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn tỏa giảng và nêu cao cho nhiều thế hệ tôn ngưỡng, mà thẩm thấu bao sự hy sinh thân mạng, một đời lưu vong, đọa đày biệt xứ. Người thừa hành pháp lý giáo hội cũng mang tính hội đủ pháp nhân, được đương thừa trên dòng lịch sử ấy. Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Tuệ Sĩ như đỉnh trầm hương ba chân, như kiền đồng vững chắc. Không nào núng những thế lực vô minh trù dập mà luôn an tâm để hộ quốc, hộ dân, hộ pháp ngày một âu ca, thanh bình, hạnh phúc. Ấy là chí nguyện của những bậc Bồ Tát hóa thân, vì đời ác năm trực mà thị hiện, để thi thiết những khả tính tu trì, chứng ngộ của đạo pháp đến vạn loài chúng sinh trong pháp giới. San Diego, California ngày 5 tháng 10 năm 2023. Thích Nguyên Siêu. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 9, nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách áo lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 10.